chị không nổi. Vừa cái dấu chỉ đi còn mà nè chị, hàng về em hàng cái này trực tiếp vô bình luôn đúng ta. Được, cái này là chì nè. Em hàng nó chảy vừa xuống á. Anh hàng không? Hello anh em, xin chào tất cả anh em đến kênh Ngự Bình Vlog. Thì hôm nay có hai em ở dưới hả? Cẩm Sơn hả? Ở dưới nhà em á. Cẩm Sơn anh em. Ở dưới nhà em. Dưới nhà em hả? Ở nhà em ở đây hả? Lên hai chiếc xe anh em, có một chiếc xe đời găng hơi bị dài nha anh em. Ủa, đời găng bị băng hả? À, đời găng y băng luôn á, dữ luôn á. Đây bánh xe anh em coi nè. Đó, quay khá là lâu luôn á. Hả? Nó hơi quanh. Hơi quanh hả? Quanh nó ít anh em, thông tạm được nha. Dạ, bên đây có một chiếc cáp. Chiếc cáp này xài công nghệ muốn nâng phục lên xuống thì được hết nha anh em. Phục lùng, phục cao cũng được hết nha. Đó. Nó dữ luôn á. Không nổi gì làm gì nữa hả? Bữa nữa. Nước dằn quá tệ luôn nha. Đây đang coi review chiếc này có độ như cái gì nha anh em. Đây có một cái đèn pin như này nè. Con này nha. Ê xe em nhiều xe hả? Em hết chiếc nào làm chứ hả? Em hết chiếc nào làm chứ đó hả? Em hình nhớ hình như có mấy chiếc xe luôn á anh em. Còn hắn, thí dụ em muốn hắn em à. Thí dụ em muốn hắn em đưa tay xuống em giật cái vui vậy hả? Không sao. Đầu em thí nghiệm thử coi. Như vậy hả? Đừng có gì nha. Chấm hỏi. Cái này có là kẹt giọt đây không ba? Rồi tới luôn. Chiến này được đi để rồi đi bao nhiêu bình nha anh em? Đi 1, 2, 4 nè. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái bình. 7 cái bình với 2 cái CB nè. Chắc bình xịn đó. Đó. Giống chừng bình. Bắn bắn hậu nó xịt ra hay vậy? Mới vậy cũng bình mới hàng lại đó. Kỹ không bình luôn hả? Ủa cứ gớt hay vậy, cái té hay vậy? Bỡ nữa. Ông kia càng tới chưa? Đang gọi. Chị chắc là không mà quay từ vừa đó. Đó thì mày thấy ở sao có phuộc anh em, phuộc. Cái hàng là gì ta? Bỡ nữa. Đó thì đây có cái gấp quay nha anh em, gấp quay mà em mày ổng nói ra nè anh em. Nói ra. Để mình cho anh em coi thử cái chiếc này nó lùng mà lùng tới tầm nào nha anh em. Ê, bây giờ em nào cầm quay giùm cho anh đi. Anh test cái đồ lùng, cái mức lùng cho anh em biết rồi. Trời ơi, giống đi luôn. Cái gì vô ba? Bữa nữa. Nè em cầm đi, cầm gì nè. Quay đi. Kể xem cái lùng kìa. Kìa, cả giường kìa. Nè. Cả giường không? Nè, trống giữa nè. Kìa. Kéo lên. Trống giữa kìa. Chạy là ông coi nè. Ông mà gắt quá gì đã chạy cái khung bình này nè em. Cái này vô mấy cua gắt hơi bị căng nha. Đó. Kìa hay là siêu luôn. Quay xong mình chạy nghiệm thử cái giá thử sơn nha anh em. Rồi kéo lên. Hết trống. Em ngồi ra đi vô mày, ông giữ xe tao ngồi ra. Đó. Quá dữ luôn, đoạn xe khá dài lắm nè. Cho bánh lên nè. Cần lồng tiếng anh mình. Lồng tiếng không? Đây có máy lồng tiếng bằng cơm nha anh em. Rồi yên kinh gắt, bị gớt ốc ra nha. Có, con này con gì đây? Con ốc. À thì con này là con ốc nha anh em. Vừa nữa heo phanh đôn đẻ nè, tách nhôm, bánh bao nhiêu watt ta? Bánh Yuma 3000 watt nè em. Vô tôn thì vô tôn 100s thì gì ta, 100s em ơi. Đây cục vô tôn này nè em, mày nhét để cục vô tôn ở dưới chỗ này nha. Vô tôn 100s đó. Để anh kêu test thử bánh xe cho anh em coi thử nha.
Chưa từ tầng nào một ba máy máy bằng cơm với chạy này nha. Giữ luôn á. Quán này bụi không nổi ơi. Mình nghe trong cái bánh quay mà mình nghe bụi như bài hơi nhiều anh em, mà hết như mùi bụi luôn á anh em. Mạnh bụi bay tùm lum vậy. Bây giờ là chiếc này anh em. Chiếc này chiếc cáp nha. Của em này nha anh em. Nó quay xong về em tính làm dưới xe em á. Đang mất hận đúng không? Mất hận tới vừa đâu á. Đó, cáp của em này thì đi bánh, ở bánh này em sơn màu gì là lạ lùng hả? Màu ai biết, người ta mua cũ lại. Nè anh em. Có ai với anh Thịnh ca sơn á? À, chắc anh Thịnh sơn luôn á chứ ai. Đúng rồi, anh Thịnh sơn của anh Thịnh sơn. Phú Quý. Nè, cái này của anh Thịnh sơn anh em. Đó. Carbon gì đó. Cái gì màu đen ca mai hay cái gì á, màu đen ca mai hay gì á, đen ca mai gì đó. Đây, đầu đèn thì em đó để chống lỏng em, cho nước chảy xuống chơi nha. Cho mát. Cho mát, à đúng rồi, cho mát mặt đèn này anh em. Lâu lâu rửa em nó mát. Ai gắn ốc xe ra đây nha anh em, đó. Mỗi con kiểu. Mỗi con kiểu à, ngộ hả? Xe nào? Ừ, mỗi con kiểu, hai con hai kiểu khác nhau. Em đi bao nhiêu bệnh? Bảy bệnh. 7 bình nha anh em. Coi đen mà đây. Coi đen. 7 bình hả? Sao mết làm mày đề, anh tèo nè. Sao mết làm mày đề. Đây, 100 mết bài đề nha anh em. Đó, ở đây em có cố gắng một cái CB đây nè anh em. Bể đầu anh Bình đi. Tướng vừa rụng nha. Tướng vừa rụng nha. Vừa có tái rụng. Đó, thì đây là QS 3000W nha anh em. QS 3K nha. Có cánh gió mà ổng không gắn cánh gió vô nè em. Đó. Hey, mình review cho anh em xem cây phuộc thằng Thánh nè. Nè, ai muốn cao lùng thì lùng nha, ai muốn cao thì lên nè. Lên lắm. Phuộc thằng Thánh nha anh em. Nè, muốn cao thì lên. Rồi, cao nhau lên. Cái này là cao đúng không? Bao chở hai luôn. Giờ muốn lùng thì làm như thế nào? Kéo xuống. Ông ghê á. Khét thiệt ông nội ơi. Hãy cái mà không biết suy nghĩ gì đâu ra luôn, để mình coi cái cấu trúc của nó thử nghe anh em. Cấu trúc của là không, cấu trúc là phải làm dặn lỏng ốc hả? Ai góp giờ dặn đầu tay nè. Lỏng lỏng á. Nè anh em. Siết chặt á thì nó đứng luôn. Nè, rồi, tới nữa rồi. Dặn tay ra luôn á. Dặn tay ra luôn ha. Cái này cái lỏng đen luôn kìa. Rồi, dặn tay ra luôn hả? Rồi. Rồi xong. Xe này mình thấy có gì đó hơi tâm linh xíu nha. Không biết đang chạy nó có rớt cái ốc phuộc không ạ nha. Nghiêng lên. Nghiêng gấp nữa nó đuối à. Đâu vậy? Em nghiêng hết xe lại qua chứ vậy. Cái phuộc nó chạy lên sao? Đâu đâu phuộc cho chạy lên được. Mẹ. Gì bữa giống nội. Kiên phải gấp, kiên phải gấp. Chịu quá rồi. Ờ. Ê, khoan, khoan, chưa dừng cái tay. Tay chân, tay chân. Đang phục vụ vô gia hữu nha. Cái gì cái bốc không nội? Rồi. Rồi. Cái mẹ không có thắng được. Cái gì vậy ba? Bay ba. Cái xe ba này mượn nữa. Chém. Xe toàn công nghệ tới gáo không? Kìa chạy bò bò đất nha anh em. Rồi thẳng thử bụi luôn hả? Chè bụi kìa. Chạy mà đổ á, đừng chạy trong cát. Kìa. Nằm lỗ chạy thì không nổi. Kìa. Ai xe chạy bò lỗ luôn kìa. Gì sạc lửa rồi. Chạy thấy bò lỗ anh em ơi. Gì sạc lửa? Rắn rồi, rồi. Cái gì vậy? Cái gì không nổi? Chết mẹ. Đóng cọc cứ lại lẹ, tốc độ. Tốc độ. Chạy xuống.
khỏi luôn. Từ từ chạy xuống. Chết mẹ rồi. Xuống cọc rồi. Văng văng cũng có tàu chứ. Rồi. 16 giờ. Ăn nguồn ta. Rồi. Ê, nóng chưa? Tính như anh chưa chạy thử được gì luôn á. Mẹ. 16 giờ. Rồi rớt cọc ra sao chạy không nổi. Để vô chặt không? Má. Dạ, chuyện gì xảy ra vậy? Bỏ cái bệnh. Rồi xong luôn. Tiêu. Ủa. Cái này có làm bài đề nhưng mà gắt chứ không nội. Ủa không thôi. Không có làm bài đề mà. Từ từ. Em mới làm bài đề nữa. Ê kiếm cục đá đóng xuống rồi. Từ từ chưa. Nè. Tôi. Rồi không được rồi. Hiện. Để xuống. Để xuống. Không được đâu. Anh bệnh nó dính tôi lỏ luôn á bệnh. Để xuống cho hết chì vô. Hồi cao 6 rồi hồi qua thịnh cao 6 mình chạy luôn. 9 giờ. Chưa, nó không chịu dính. Bị dính coi. Dính gì đâu dính rồi chứ. Trời, nãy xe không để gì mà em để ngang sao dính. Lên không? Lên không? Lên vô sâu chưa? Đấy, lên khói này. Rồi. Dẫn từ đây. Ok đó. Được á. Ngon rồi đó. Trời nóng kìa là dính vô à. Rồi từ, ngắt cho ngồi cái đi. Báo rồi. Ngắt cho ngồi đây dính nè. Thôi. À, dính này kìa nghe. Dính này kìa nghe. Rồi chạy từ đâu. Rồi, lụm được rồi đó. Rồi. Rồi cũng bệnh thế vậy. Rồi yếu điện anh em ơi. Chết mẹ ơi, chết tắt rồi. Kìa. Ủa má vậy, còn mình hẹn chị trực tiếp được không ta? Biết hả? Từ rồi để hỏi anh tìm cách cho cái có cách á. Ô chiêu với anh mình. Làng sư khói phôi pha kìa. Để xuống dưới đè ra. Ừ. Xuống đây để lên nha anh em. Xe của em này thì tâm tình trạng đang bị tủn này. Xe em này đang bị xiết cục bình nha. Đang nằm đó anh em, hồi chạy gì được nha, tạm gì đó. Game này. Chạy ra. Nè nó né vô nha. Ủi tới gáo rồi nha. Em nè mới dậy ra nè anh em. Kè ốc. Cặp chân nghe. Bánh Philips nha nè anh. Bánh này một cà Philips nè. Bánh rửa quá. Ủa giỏi ngộ hả? Giỏi chút xíu kìa. Vỗ xíu nghe anh em. Đó, heo đĩa các kiểu này anh em, heo bồ nè. Ông Minh Sơn sao? Sao nãy mạnh dữ vậy? Nãy mạnh dữ ha. Sao mình thử xe qua nãy làm bài đề dữ mạnh lắm. Anh nãy mạnh lắm đúng không? Đó, mới làm bài đề tèo đó. Đó. Cho mến làm bài đề á. Đĩa. Bò. Bò gì? Tới ca hàng quát anh em. Bảy bền. Xe cũng lùng không thua kém với xe kia nha anh em. Đâu ê. Ờ mà này nó đâu ngồi đâu đụng. Đây đâu. Cũng vậy à, không ngồi cũng vậy à. Phải không? Nè anh em. Đó. Nó tầm này thôi nha. Cái nữa không tay hả? Tầm này thôi là hết đụng luôn nha. Không, đừng lóng. Đây ví dụ chạy đá kẹt đá không? Vừa khích một lóng luôn. Kẹt. Cái kẹt luôn. Bữa nữa. Đó. Tay hắn nè anh em. Ốc xa da nè. Đó. Dạ, yeah, cáp. Cái yên kìa. Yên bị gì vậy? Yên. Y tế hả? Rồi, giờ tới chiếc này chạy thử cho anh em coi luôn nha. Chiếc này đầy chứ không thua kém gì đâu. Vô đây đợi ra nè. Rồi, để chạy thử chiếc này cho anh em coi thử nha anh em. Chắc cũng khá là ok, bánh này thường đầy cũng ổn đó anh em. Đó. Đụng lớp ngay vào cái bánh này kìa.
Né né vô. Cái gì ba? Chạy không nổi. Oh my god. Wow. Bữa nữa kìa. Rồi. Ê, chạy ngược cái cây đây nè. Chạy ngược cái đây đi. Gì bữa với ông nội. Ông nội đang nhảy với ông nội. Chạy kìa. Chạy. Ghê ông nội. Ông nội chạy. Ông nội chạy nhảy chứ hả? Được không nội? Ê, ở trong chạy ra, đừng trong chạy vô, chạy vô ủi vô cái tới giáo hả? Rồi. Hết điện rồi. Nóng rồi. Nóng rồi. Bữa. Nóng rồi. Chết rồi. Người xe ông nội chạy nhảy nhảy ra cũ luôn. Hết điện rồi. Chính này chạy quá ngại nha anh em. Đàng hoàng nha. Rồi. Trời. Rồi giờ đang ngồi xuống xe hết rồi anh em ơi. Chắc mình xin được kết thúc clip này anh em ơi. Cảm ơn anh em đã dành thời gian xem hết clip của mình nha. Anh em hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ video ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt tất cả anh em. Hẹn gặp anh em những clip sau nha. Ông này chạy cái vừa để cái gà lửa luôn nha, thích cái cọc bên ngoài luôn nha. Báo thiệt chứ. Kìa. Tích cực xuống xe luôn. Tích cực cứ xe luôn, bây giờ tìm cách nào để cho đè xuống chạy cho chạy đỡ nè. Để kiếm con mút cho.